Làm gì trễ vậy? Anh xin lỗi, tại vì thằng Trí lấy xe đi rước bạn gái nó rồi, nên anh không có mượn xe của nó được. Nãy giờ chạy bộ đến đây nè. Thôi, tranh thủ đi làm đi em, để trễ giờ của em á. Đi bộ hả? Anh đưa em đi làm mà đi bộ quá hả? Em đi bộ em đi mình cũng được mà. Trời ơi, nhìn lại anh đi. Người ta thì đi xe này xe nọ, còn tôi thì sao? Giết rồi chán quá à. Anh hứa với em rồi, từ từ đi làm có tiền rồi anh sẽ mua xe. Hứa 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 hứa. Thôi chia tay đi, thân ai nấy lo rồi xong. Ê, ê. Dạ anh hả? Hôm nay em được nghỉ làm nè. Hiền, Hiền, Hiền ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Hiền ơi, Hiền. Rồi anh để yên cho tụi em nghỉ ngơi xíu được không? Anh muốn gặp Hiền. Hiền đi rồi. Hiền mới nói chuyện với anh thất thì mà đi đâu em? Dạ không tin á thì gọi điện cho Hiền hỏi đi. Em cho anh mượn điện thoại được không? Điện thoại của anh hết tiền rồi. Trời ơi, tôi chưa thấy ai như ông luôn á. Anh á, lo đi làm, có tiền đi rồi yêu. Nghèo á như anh á mà yêu, trước sau gì cũng bị bỏ. Sao em không nghe điện thoại? À dạ, à, tại mấy đứa làm chung với em á, gọi điện hỏi sao nay em có đi làm, để chút em về em nói chuyện tụi nó sau. À, dạ thôi mình nói chuyện của tụi mình đi anh ha. Sao gọi đổ chuông mà Hiền nghe máy ta? Thì chắc là nó đang bận cái gì đó. Em một lát Hiền về á, em nói với Hiền gọi lại anh nha. Ừ. Để tiện cho công việc đi lại, anh tặng chiếc xe nha. Ôi, anh làm em bất ngờ quá à. Em cảm ơn anh, nhưng mà em nói trước là em phải trả tiền anh từ từ đó, chứ anh đừng có cho luôn, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, hai đứa mình yêu nhau thì cái việc anh tặng quà cho em cũng là bình thường thôi mà, đúng không? Ừ. Nè, em cứ nhận đi cho anh vui nha. Em cảm ơn anh nha. Em, lần sau anh đi công tác ở tỉnh, nếu có gì tiện á, em đi chung với anh cho vui nha. À, dạ, để em sắp xếp công việc coi sao anh nha. Nhớ trả lời sớm cho em biết đó nha. Dạ. Đây, anh lại nói cho. Cảm ơn anh nha. Em về cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn anh. Thì gặp lại em nha. Dạ, em về trước nha. Chị Hồng ơi. Ôi trời ơi, xe mới hả? Có quà tặng chị nè. Cảm ơn em nha. Xe đẹp không? Đẹp quá trời luôn á. Mới mua hả? Dạ đâu có đâu, ở dưới nhà em mới gửi lên cho em để tiện đi làm. Chứ đợi ông Thành hoài á, một tháng á đi trễ hết 10 ngày, tiền đâu nữa là sống. Ừ, chị cũng thấy hả, không có xe đi đã đành, điện thoại á còn không có tiền gọi nữa. Đó đó đó, hồi nãy á mới mượn điện thoại chị gọi cho em á. Ủa vậy hả? Giết rồi, em chán quá trời luôn á. Chị thấy á, nên dứt khoát với lại cái hạng người đó đi, lấy cái thứ đó về hả, đói đã họng. Bởi vậy chán quá.
À, cục nợ tới kìa, bảo trọng nha. Hèn, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em một lần. Chia tay rồi không còn gì để nói hết á. Em có người yêu mới bỏ anh đúng không? Cái đó là chuyện riêng của em, anh không có quyền xí vô. Chiếc xe này ở đâu ra? Em có bạn trai mua cho em. Còn ai như anh, thất nghiệp mà đeo như đĩa đói. Chị Hồng ơi, em quýnh em rồi, chị Hồng ơi. Anh làm gì vậy? Xin lỗi, tôi nóng tính quá. Nóng á, thì đi về. Chừng nào hết nóng á, rồi quay lại để nói chuyện. Chứ còn đứng ở đây á, tôi gọi công an, đừng nói sao xui á. Cái này bên đây nè. Bên đây cũng đẹp nè. Ta còn lại chụp nha. Ôi, có một hắn tiếng kìa. Đi chụp hình, chụp hình. Đẹp, chín này. Trời ơi, đẹp quá. Em, bên kia có quà đẹp kìa, đi. Ôi, không đi nữa đâu, ở chân quá à. Em sao vậy? Hồi nãy anh nói á, đi xe của anh mà em không chịu, bây giờ em mỏi chân là sao? Ôi, đi cái xe cà tàng của anh hả? Em không đi đâu, em mắc cỡ. Thôi, nhõng nhẽo hoài. Anh nói với em rồi, bây giờ anh chưa có việc làm, đợi em mốt á, anh có việc làm đi, anh mua xe mới. Mà nè, em thích đi xe gì? Xe tay ga. Mà thôi, chị đâu có tiền đi hay nói. Giờ đi bộ mỏi chân còn chết mà còn mơ. Chứ giờ em muốn làm sao? Anh cõng em đi. Đi. Hèn ơi. Cái gì mồ màng quá vậy? Anh tới đây làm chi nữa? Anh muốn gặp Hèn. Hèn nó đi rồi. Anh nó mù màng quậy phá, tôi gọi công an á, ráng chịu. Anh làm gì đây đây? Hèn. Đó, chuyện hai người tự giải quyết đi. Anh muốn gặp em nói chuyện với Khoát một lần được không? Mình chia tay rồi, em đã có bạn trai mới. Em mới đi chơi bạn trai mới em về nè. Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra vừa qua cho em. Anh biết vậy thì tốt. Mình vẫn xem nhau như là bạn. Cảm ơn em. Hèn, bây giờ anh muốn mời em đi cà phê bữa cuối được không? Anh hứa là anh sẽ không gây ồn ào đâu. Ừ, thì cũng được. Chị Hồng ơi, lấy cho em mượn cái nón bảo hiểm đi chị Hồng. Cảm ơn em. Để anh trả em cho. Anh đi đâu vậy? Đi uống cà phê chứ đâu em. Anh đi quá xa rồi đó, quay lại đi. Thật ra là anh muốn đưa em đến con đường vắng này, nơi mà ngày xưa khi còn quen nhau, anh với em từng đến đây để mà ngồi tâm sự. Tôi có người yêu rồi. Anh biết. Hèn à, thật sự là anh còn yêu em nhiều lắm. Cho anh hôn em lần cuối đi. Không. Thưa hội đồng xét xử, chị bị cáo mặc cảm với bản thân mình, không có công ăn việc làm ổn định. Cô ấy bỏ bị cáo chỉ vì bị cáo nghèo. Vậy bị cáo hẹn nạn nhân uống cà phê mà sao bị cáo lại chở vô đoạn đường hoang vắng? Bị cáo có mục đích gì? Thưa hội đồng xét xử, chỉ vì bị cáo quá yêu cô ấy, bị cáo muốn níu kéo cô ấy,
bị cáo muốn cô ấy là của riêng bị cáo, chứ không phải của ai khác. Nhưng mà... Nhiều ngày lắm. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, con về nè mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ nè. Mẹ. Ủa, mẹ đi đâu mà để cửa trước khóa vậy? Thì mẹ nấu cơm rồi sao nè. Mẹ. Ủa, xe cổ ở đâu mà con chạy vậy? Dạ, xe con mới mua. Trời ơi, lương của con hả? Ba cọc ba đồng. Mà mỗi khi con nói là con không có đủ xài mà giờ á. À, dạ, à, tháng này con được lên chức tổ trưởng, lương cao hơn mấy tháng trước. Mấy tháng trước con làm công nhân không à mẹ? Vậy hả con? Dạ. Mẹ cũng mừng, chứ mẹ tưởng con á là đua đòi với người ta, rồi á đi mượn xe thì trả cho người ta liền đi. Con biết rồi, mẹ lo xa quá. Thôi, rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cơm. Dạ 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 dạ, mẹ vô trước đi. Có phải xe của con mua không? Mệt mẹ quá, hổ hoài, xe con mua xe của ai? Mấy người đã, có người chết, mấy người đã. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội. Thưa hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo đã được nêu rõ trong bản cáo trạng. Tôi xin phép không nhắc lại phần luận tội. Tôi chỉ tập trung vào phân tích và làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, hậu quả của bị cáo gây ra. Áp dụng các điều 51, 52, 55, điều 123
điều 168 của Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trên đây là phần luận tội của tôi. Kính đề nghị hội đồng xét xử lưu tâm xem xét. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tham dự phiên tòa ngày hôm nay là để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thành, bị viện kiểm sát truy tố về tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự và tội cướp tài sản theo điều 168 của Bộ luật Hình sự. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ cũng như theo dõi diễn biến tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi thấy bị cáo có nhiều tình tiết được giảm nhẹ. Cụ thể, tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đã không thể kiểm soát đầy đủ được các hành vi của mình. Hành vi của bị cáo hoàn toàn là bộc phát nhất thời. Vì vậy, căn cứ theo điều 51 và 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án tù chung thân để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi xin hết. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình đã sai. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình của Hiền, nhất là mẹ của Hiền. Con xin lỗi bác. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Về phía gia đình bị hại, cô Nguyễn Thanh Hiền, đại diện bị hại là mẹ bị hại, mời bà Nguyễn Thị Linh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Về phía gia đình bị hại, bà có yêu cầu gì không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi là mẹ của bị hại, cũng xin quý tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo. Vì con tôi, nó đã chết rồi. Tôi hiểu cảnh là mất con như thế nào. Chỉ xin quý tòa đừng để một người mẹ phải nhìn thấy con chết. Cảm ơn. Mời bà ngồi xuống. Mời mọi người đứng lên để nghe tòa tuyên án. Căn cứ vào các điều 51, điều 54, 55, khoản 1, điều 123, điều 168 Bộ luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình vì tội giết người. Tổng hình phạt cho hai tội danh trên bị cáo phải thi hành là mức án tử hình. Mày có ngồi ăn cơm đàng hoàng được không? Mày liệu đó. Lo mà cuối tháng qua bên nhà cô mày làm việc đi. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn lông ba lông bông. Chuyện con đừng có lo. Ba suốt ngày á kêu con xuống cô chi hoài vậy? Chỗ nó chán hay mồ à? Con lo con lo. Mày biểu để mày lo bao nhiêu lâu rồi? Mày giờ ngồi không đây? Hai ba con cứ nói chuyện nhau là cãi cự cãi. Ăn nhanh đi cho mẹ dọn. Mày có tin tao giục cái điện thoại mày luôn không? Mày làm gì vậy? Ở đây chơi game mà, ba không thấy hả? Mày trả treo tao mày. Ông, trời ơi, ông nửa nóng. Ông làm sao vậy? Ông đi lên nhà trên đi để tôi nói chuyện với nó. Bà nói chuyện, nói chuyện. Bà chiều nó riết nó hư à.
Mày coi chừng tao ôm cái điện thoại hoài chết với tao bây giờ ông đó. Đi lên đi để tôi đừng có nóng để tôi nói chuyện với con. Bà nói chuyện lần cuối đi nha. Bà nóng á thì con cứ im đi. Con cứ nói hoài ông nổi điên lên. Cuối tháng này mà không có việc làm á thì á ông đưa con xuống cô luôn đó. Đi đi chứ. Vợ con chán đây lắm rồi. Con muốn đây ở đâu? À, mẹ. Mẹ cho con ít tiền đi. Trời đất ơi, tiền đâu mà xin. Mẹ nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, ba không nghe. Cũng la con nữa vợ. Chứ tiền đâu ra mà ngày nào cũng xin là sao? Mẹ, con sắp đi xa rồi. Bây giờ phải làm tiệc chia tay với mấy đứa bạn chứ. Mà con xin tiền, con đâu có đi ăn chơi đâu mà mẹ sợ. Đi mẹ, nha. Mẹ, đi mẹ. Con năn nỉ mẹ á. Đây, con cần tiền chia tay tiền với mấy đứa bạn á. Rồi á hả? Tay xin cái đấy đứa bạn này, cái mai mốt với mấy đứa bạn khác. Mẹ không có tiền đâu nữa nghe. Đi mẹ, đi con nghĩ mẹ á. Mẹ đây nha. Mệt ghê vậy. Xin tiền hoài. Nè, dạ, dạ, còn thôi, bao nhiêu nè? Dạ, dạ, thôi, đưa con. Dạ, mẹ là số 1, cảm ơn mẹ. Con đi nè mẹ ơi. Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Chị Trinh ơi, lấy mấy cạc 50 đi. Rồi. Nè em. Đi ra tính luôn nha chị. Dạ. Hello chị Trân, lấy cho em ly cà phê mang về. Rồi, đợi chị chút. Dạ. Anh Hưng. Ủa, đi đâu vậy? Dạ, em đi mua cà phê cho má. Ủa, ba với mẹ chưa về quê hả? Dạ chưa, lát nữa ba mẹ mới về. Ủa, mà cậu mợ không có về hả? Ông bà về rồi em ơi, tao làm biến đi lắm. Ở dưới á, có gì đâu chơi, chán thấy bà. Trời ơi, lâu lâu về quê lúc nào cũng chán. Ông suốt ngày cứ tụ tập bạn bè thì mới vui. Đúng không? Biết sao, biết tao rồi mà. Thôi, em lấy cà phê rồi em đi về đây, anh ngồi đó chơi đi. Ừ, về đi. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn, em về nha. Em về luôn nha. Ừ. Anh ở đó chơi đi. Ê, đang đâu vậy? Đang chán quá mày ơi. Có cái mấy em nào ngon ngon không? Qua xả chết coi, chán quá. Ừ, tao qua liền. Chị Trân, lấy cho em cái cạc điện thoại đi. Hồi nãy đi mua cà phê mà em quên mua mất tiêu. Giờ quay lại mua. Chị vừa mới hết thì em ra chỗ khác mua giùm chị nha. Cái gì vậy trời, sao mà xui dữ vậy trời. Đó nhà một mình chán rồi. Có cái cạc để nạp 3G mới lên mạng mới chơi được. Giờ không có cạc rồi sao rồi chơi. Thanh. Mày mua cái gì vậy? Cạc điện thoại. Mày chạy rồi lớn mày mua chứ không có. Mày làm gì mày la trời ơi hoài vậy. Em nhiêu tiền chị? À, của em 50 với ly cà phê 10.000 là 60. Dạ, em gửi chị. Rồi, cảm ơn em. Anh Hưng. Cái gì? Cái cạc này nè, anh có xài không hay là để lại cho em đi? Tôi mới nạp mà. Hay là anh cho em mượn cái điện thoại của anh đi. Em chơi xíu rồi em trả liền cho. Chứ ba mẹ em đi rồi em ở nhà có một mình à. Không có điện thoại, không có 3G chơi chắc chán chết luôn á. Không cho đâu. Đi mà, năn nỉ mà, cho em mượn chơi đi. Em hứa là em trả lại cho anh mà, không có hư gì đâu. Nha. Ừ mà thôi, giờ tao cũng đi nhậu rồi. Chắc tao cũng không có xài điện thoại đâu. Để cho mày mượn nè. Ê mà tao nói trước nha, hư là tao mắc đền á. Biết rồi, yên tâm đi, em chơi giữ cẩn thận lắm. Em đâu không có phá của anh đâu, anh đừng sợ. Nhớ nha. Đi đây. Ừ nè. Cảm ơn anh. Tối tao qua tao lấy á. Dạ. Cảm ơn anh. Vậy thôi, em đi về nha. Bye bye. Thanh. Ủa má, má đi luôn hả? Ờ, con nè. Dạ. Ở nhà coi phá cửa cẩn thận nha. Dạ. Tối con hay quên phá cổng lắm đó. Ừ,
Con biết rồi, má an tâm đi, má cứ đi đi. Con lớn rồi mà má cứ lo hoài à. À, má có dặn chị Thư á, tối qua ngủ với con đó khoảng 9-10 giờ á, con canh cửa cho chị Thư, mở cửa cho chị Thư vô nghe không? Ừ, rồi con biết rồi. Má đi nha, má đi cẩn thận nha. Bye bye má. Ý. Ông này ghê thiệt chứ, lưu toàn mấy cái hình gì đâu không, ô uế. Đi ra, biến thái dễ sợ, gớm thiệt chứ, chán ghê. Tán kìa. Để gọi coi, hay là chị Hư qua. Alo, chị Thư hả? Em Thanh nè. Mấy giờ chị qua vậy? Em ở nhà một mình buồn quá, ba mẹ em đi hết rồi, mấy giờ chị qua? Hôm nay chị ngủ với em á nha. Ừ, cái gì? Không qua được hả? Gì kỳ vậy? Chị hứa với em rồi mà, tự nhiên giờ nó đi sinh nhật bạn là sao? Không báo em gì hết trơn à? Thôi mệt chị quá, em giận chị luôn á. Kỳ quá à. Thôi vậy thôi nha, thôi bo xì chị luôn, giận chị luôn á. Bực mình ghê. Hứa với người ta là qua cho đã rồi, bây giờ hả? Ừ, nhật bạn cũng không nói một tiếng giờ sao? Chán thiệt chứ. Chẳng lẽ hôm nay ở nhà một mình trời. À ha, gọi cho con Kiều chơi. Alo, Kiều hả? Ờ, tôi Thanh nè. Tại tôi lấy số lạ gọi, nghe giọng mà không nhận ra tôi hả? Bà khỏe không? Nay bà có đi đâu chơi không? Ờ, tôi đang chán muốn chết nè. Ba mẹ tôi á, đi về quê hết trơn rồi, có mình tôi ở nhà. Bà rảnh không? Hay là bà qua đây chơi với tôi đi. Đi, qua chơi với tôi đi. Tôi ở nhà có một mình à, qua đây tôi nấu ăn cho bà ăn. Ha? Trời ơi, lâu ngày không gặp mà bạn bè rủ qua chơi. Ờ. Ghê nha, dạo này biết rồi nha. Có bạn trai luôn nha. Rồi tính khi nào ra mắt cho tôi biết vậy? Dễ sợ thiệt chứ. Mới không gặp đó mà hả? Có bồ rồi. Bữa nào nhớ là mai cho anh nha. Ừ, vậy thôi bà làm gì bà làm đi. Mất công á hả, kêu tôi phá bà kỳ đà cả mũi không cho bà hả đi hẹn hò với bạn trai nữa. Ừ, tôi ở nhà nè, khi nào có rảnh thì cứ qua chơi với tôi nha. Ừ, biết rồi. Ừ, vậy thôi bà đi chơi với bồ bà đi. Ừ, tôi ở nhà nè, tôi rảnh nè, khi nào á mà bà có rảnh á thì bà qua đây chơi với tôi ha. Ừ. Alo, Kiều. Trời đất ơi, đang tám vui cái tự nhiên điện thoại hết tiền.
Chết rồi. Lát nữa ông Hưng á, ổng mà qua mà trả cho ổng hết tiền rồi sao? Chửi chết luôn á. Nãy giờ tám đâu để ý đâu. Mà thôi, có gì đâu. Thì lát nữa mình lấy tiền của ba mẹ rồi mình đưa cho ổng. Ổng nạp cà khác vô trả cho ổng là huề coi như xong, có gì đâu sợ. Trả tiền thôi mà. Thành ơi Thành. Ai vậy? Thành ơi. Điện thoại của tao đâu? Lại quên đóng cổng nữa rồi. Đúng là mẹ mình nói không sai mà. Tính hậu đậu không bao giờ bỏ được. Nè. Điện thoại tao đâu? Đây. Anh Hưng ơi. Vậy điện mày thoại của anh á. Để điện thoại nói chuyện mày. Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Mày làm cái gì mày xài hết tiền điện thoại rồi? Hồi nãy á, em ở nhà một mình á, em buồn quá, không có ai nói chuyện với em á, nên là em gọi điện thoại em tám với bạn. Mà em lỡ tám lâu quá, em nói nhiều quá em quên, cái tự nhiên nó tít tít cái nó hết tiền. Em xin lỗi nha. Lỗi phải gì, bây giờ tao cần xài tao gọi không được nè. Nhưng mà thôi, có gì đâu, để em lấy tiền ba mẹ em á rồi em đưa cho anh đi nạp cạc điện thoại mới vô là xong mà, chứ có gì đâu mà to tát mà anh giữ anh chửi em quá vậy. Biểu tiền mày ngon lắm mà bây giờ đang cần gấp tao gọi không được nè, giờ sao? Vậy thôi đợi em một xíu đi, em vô em lấy tiền á rồi em gửi anh, rồi có gì anh đi mua cạc giúp em nha. Đợi em lát. Anh bị điên rồi hả anh Hưng? Bị cáo Phạm Việt Hưng, hãy nói rõ mối quan hệ của bị cáo đối với bị hại Phạm Thị Thanh. Dạ, thưa hội đồng xét xử, bị cáo và bị hại là hai anh em con cô cậu. Bị cáo ý thức được mối quan hệ của mình đối với bị hại, tại sao lại còn giết người hiếp dâm? Dạ, thưa hội đồng xét xử, hôm đó bị hại có mượn điện thoại của bị cáo, còn bị cáo thì đi qua nhà bạn uống rượu xem phim khiêu dâm. Sau khi xem xong, bị cáo quay về lấy lại điện thoại, nhưng lúc đó bị hại đã xài hết tiền trong tài khoản của bị cáo. Bị cáo rất là tức giận, cũng một phần có hơi men ở trong người, nên bị cáo không kiểm soát được bản thân của mình. Bị cáo nói rằng mình say nên không làm chủ được hành vi. Thế bị cáo giải thích sao với hành vi dùng dụng cụ cắt điện nhà bị hại? Dạ, thưa đồng xét xử, bị cáo sợ, sợ mọi người phát hiện ra hành vi sai trái của mình. Và bị cáo sợ cũng không biết phải đối mặt với người nhà của bị hại ra sao, nên bị cáo mới bỏ trốn. Mời vị đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội đối với vụ án.
Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Việt Hưng là hết sức dã man, trái với đạo lý. Bị cáo và bị hại là anh em cô cậu, tức là trong phạm vi ba đời. Bị hại vốn là em gái họ với bị cáo. Đây là tình tiết tăng nặng, có tính chất loạn luân. Sau khi gây án, bị cáo còn tàn ác giao cấu với thi thể bị hại và vẫn bình tĩnh phi tang hung khí, cắt sập cầu dao, nên không thể cho rằng do rượu làm mất năng lực kiểm soát hành vi. Hơn nữa, khi gây án xong, Hưng không ăn năn hối cải mà lập kế hoạch vượt biên nhằm trốn tránh sự truy tìm của pháp luật. Xét thấy hành vi trên là không thể dung thứ, nên viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho hành vi giết người, 12 năm tù đối với hành vi hiếp dâm. Tổng hình phạt cho hai tội trên là tử hình. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Đỗ Thị Thu, đại diện người bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà và Hưng là cô cháu ruột, vậy hai người có xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với nhau không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tôi và Hưng là hai cô cháu. Nhà thì cũng ở gần nhau, ba của Hưng là anh ruột của tôi. Tôi cũng thường hay nghe ba của Hưng hay phàn nàn với Hưng là ham chơi, lêu lỏng rồi tụ tập ăn nhậu. Nên những lúc mà tôi gặp Hưng thì tôi cũng có la mắng. Không biết nó có, nhưng tôi không có xúc phạm nó. Không biết nó có để bụng không, thì tôi không có biết. Vậy ngày xảy ra vụ án, bà ở đâu? Dạ thưa hội đồng xét xử, hôm đó thì tôi về nhà ngoại, nhưng tôi biết con gái tôi nó sợ, cho nên tôi có nhờ con bé ở hàng xóm á, nó qua nó ngủ cùng. Nhưng bữa đó con bé nó bận công việc, nó không có qua, nên nó xảy ra cái chuyện như vậy. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo không? Dạ thưa hội đồng xét xử, một bên đó là con, còn một bên là cháu. Nhưng tội ác như vậy á thì phải bị trừng trị nghiêm khắc. Cứ theo luật định như vậy á mà làm, còn không phải lấy lại công bằng cho con của tôi, vì con tôi nó chết quá tức tội. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Hoàng Thị Thụy Hương, người nhà của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có biết tội ác của con mình ngay sau khi gây án hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi không hề hay biết gì hết. Sau khi nghe thành tin Thanh chết, tôi một mực đòi đi làm ăn xa. Tôi cũng lấy làm lạ, vì vốn nó không thích đi. Không ngờ sự thật, nó muốn đi là gì, trốn chạy tội ác tày trời như vậy. Vậy bà có ý kiến gì về bản luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo không? Thưa đồng xét xử, trước hết tôi xin lỗi người nhà bị hại cũng là em chồng của tôi. Con dại cái mang, tôi biết tội lỗi của nó quá nặng, không có bức án nào để rửa sạch hết. Nhưng mong pháp luật khoan hồng cho con tôi một con đường sống để chuộc lại lỗi lầm. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Việt Hưng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, con xin lỗi cô Thu. Từ khi bị cáo gây ra vụ án, bị cáo rất là hối hận vì những hành vi sai trái của mình
Một phần cũng là do rượu, cho nên bị cáo không kiểm soát được bản thân mình, đã làm ra một chuyện mất nhân tính như vậy. Bây giờ bị cáo chỉ xin được pháp luật khoan hồng cho bị cáo một con đường sống, để bị cáo có thể trở về chuộc lỗi với gia đình cô Thu. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Việt Hưng đối với bị hại Phạm Thị Thanh trái với luân thường đạo lý. Bị cáo sau khi giết em gái họ của mình đã giao cấu để thỏa mãn dục vọng, không hề tỏ ra lo sợ mà đủ tỉnh táo để phi tang hung khí, rồi tìm đường qua biên giới bỏ trốn. Sau khi bị bắt áp giải về nước, thái độ khai báo không thành khẩn, một mực đổ lỗi cho rượu nên không hề có sự ăn năn hối cải. Xét thấy hành vi trên là đặc biệt nghiêm trọng nên căn cứ vào điều 93, điều 112 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Viết Hưng tự hình về tội giết người, 12 năm tù đối với tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tử hình. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Không còn từ nào để bao biện cho tội ác ghê rợn của kẻ thủ ác. Nạn nhân không phải ai xa lạ, mà là em gái họ của mình, cùng ở một quê, đi chung trên một con đường. Vậy sao đối tượng lại có thể ra tay tàn ác đến mức vậy? Để trả lời cho câu hỏi đó, hắn đổ hết lỗi lầm cho rượu, thậm chí cả cho nạn nhân, mà không hề thấy rằng mọi ý đồ tội ác đều bắt nguồn từ chính ham muốn và dục vọng của bản thân. Với bản án tử hình đúng người đúng tội, mong phần nào an ủi được vong linh người đã khuất. Thế nhưng với người còn sống, họ sẽ đối mặt sao đây? Vốn là anh em ruột thịt, vì phút bồng bột của con mình mà tình thân tan vỡ, mà mất cháu mất con. Chị Yến Thu. Ồ, hai người không đi chơi với nhau hả? Đâu có, hồi chiều này chị gọi cho anh Nhân, anh Nhân nói là đi làm về trễ mà. Ủa sao kỳ vậy ta? Ảnh về sớm lắm á, rồi thay đồ rồi đi liền à. Em tưởng đâu là hai người hẹn với nhau. Vậy hả? Chắc là anh em bận công chuyện gì chưa kịp nói với chị á. Không có đâu, tuy chưa cưới nhau nhưng mà chị với anh Nhân sống như vợ chồng rồi, có gì mà phải giấu chứ. Thôi chị về trước nha. Ủa chị không đợi anh em hả? Thôi đi, để bữa nào chị ghé. Đi về. Yến sau này đọc nhắn của anh. Không đọc tin nhắn của anh, làm sao mà tôi biết được? Ngoài tôi ra, anh còn có người con gái khác nữa. Anh nói đi, con nhỏ đó là con nhỏ nào? Anh quen nó bao lâu rồi, còn kêu anh là ông xã nữa? Hả? Anh nói cho tôi biết đi. Tôi quen ai là quyền của tôi, cô đâu phải là vợ của tôi mà tôi phải báo cáo. Anh dám nói với tôi như vậy hả? Anh nói đi, con nhỏ đó là ai? Tôi biết được tôi sẽ giết nó cho anh cười. Anh dám đánh tôi. Được rồi, tôi chết cho
Cô làm gì vậy? Tôi muốn chết. Cô điên hả? Anh Nhân, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Chị Yên, anh em xỉn nên nói vậy á, chị đừng giận anh em nha. Cô ơi, chị còn thương anh Nhân lắm. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi và Yến đã yêu nhau một thời gian. Sau này tôi không yêu Yến nữa và quen một người con gái khác. Tôi có lỗi khi chưa chia tay Yến mà đã hẹn hò với một người khác. Chính vì tình cảm của tôi không rõ ràng khiến cô ấy không kiềm chế được. Kính thưa hội đồng xét xử, trong sự việc này một phần lỗi cũng do tôi. Kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho cô ấy. Cho phép bị cáo nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi yêu anh Nhân bằng tình yêu chân thật, nhưng không ngờ tôi lại được đáp trả bằng một tình yêu lừa dối. Chỉ một phút nồng nổi, tôi đã không kiềm chế được bản thân. Tôi xin chấp nhận bản án cao nhất mà tội dành cho tôi. Mời hội đồng xét xử đứng lên. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến gây án trong lúc nạn nhân đang ngủ, không thể chống cự, thể hiện tính chất côn đồ. Tuy nhiên, đánh giá toàn bộ vụ án cho thấy người bị hại cũng có một phần lỗi. Vì vậy, căn cứ vào khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình Sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Yến 7 năm tù giam. Thay mặt hội đồng xét xử, tuyên bố kết thúc phiên tòa. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, không có gì cho chị nghe em. Chị đâu vậy nữa chị. Bi kịch của Yến và Nhân là hồi chuông cảnh tỉnh về những tình yêu và nhân ái non vợ chồng đang tồn tại rất nhiều trong xã hội hiện nay. Tôi không muốn làm như vậy. Đừng, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Anh bị gì vậy? Trời ơi, ngủ là bắt ác mộng hả? Không sao. Có sao không? Tại đi làm về mệt nên... Hay gì vậy? Đi làm về mệt nên nằm mơ thôi em, không có gì đâu. Trời ơi. Em sao vậy? Con nó gọ lên. Thưa hội đồng xét xử, sau khi người yêu có thai, gia đình Hoàng người yêu luôn hối thúc cưới. Bị cáo đã lâm cảnh túng thiếu. Bị cáo đã nhiều lần vay mượn bạn bè nhưng không được bao nhiêu. Trong khi đó người yêu đang có thai mỗi ngày một lớn. Và trong lúc tung quấn, quấn trí, bị cáo đá.
Alo, Hồng hả? Ừ, chị mới vừa đi công việc về, chị mệt lắm. Bây giờ em qua không có được đâu em ơi. Sáng ngày mai 9 giờ em qua nha. Ừ, nếu mà em qua trễ là chị đi công việc rồi, chị không có nhà. Đúng 9 giờ nha. Ừ, biết rồi. Rồi. Ừ. Rồi rồi rồi. Vậy ha, bye em. Mời hội đồng xét xử đứng dậy. Chỉ vì cần tiền, bị cáo đã bất chấp đạo lý, pháp luật, cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác. Vì lẽ đó, hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1, điều 93 và khoản 2, điều 133 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thái Toàn mức án tử hình, tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm việc thi hành án. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm. Khi cuộc sống quá túng quẫn, người ta có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Giá như trước khi hành động họ kịp nghĩ suy để biết rằng tội ác nào cũng phải trả giá, dù xuất phát từ nguyên nhân gì. Người đàn ông trụ cột của gia đình không còn, người phụ nữ ấy biết xoay sở thế nào trong những ngày tới. Đau xót nhất là đứa con 8 tháng tuổi của Toàn chưa một lần được nhìn mặt cha, và có lẽ cháu bé sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm được điều này. Rồi đây khi lớn lên, cháu bé sẽ nghĩ gì khi biết cha nó là một kẻ giết người? Khi phạm tội, giá như người cha ấy hiểu được nỗi đau của con cái sau này.